Việt Nam đã khôi phục lại hoạt động đón khách quốc tế nhập cảnh như giai đoạn chưa xảy ra dịch bệnh COVID-19. Trong 2 ngày vừa qua, nhiều chuyến bay quốc tế đã đón khách du lịch đến Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Với việc nới lỏng kiểm soát dịch bệnh, miễn thị thực nhập cảnh cho công dân 13 nước, các chính sách này đang tạo thêm niềm tin để du lịch quốc tế thực sự mở rộng cánh cửa. Sân bay Changi, Singapore. Trước giờ khởi hành chuyến bay VN650, hành trình từ Singapore đến thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến bay này chở hơn 100 hành khách, trong đó có 20 khách quốc tịch nước ngoài. Sau 2 năm gián đoạn do dịch bệnh, việc được trở lại du lịch Việt Nam trong thời điểm này đang khiến các khách du lịch quốc tế hào hứng và họ thực sự rất tự tin. Tôi đã chờ đợi 2 năm rồi mới có thể đến Việt Nam. Tôi chỉ mong các bạn mở rộng thêm nữa các cánh cửa để chúng tôi được đến Việt Nam. Việt Nam rất tuyệt vời với đầy đủ các vùng miền để chúng tôi có thể khám phá. Tôi đã đến Việt Nam vài lần. Riêng lần này, tôi rất tự tin trước dịch bệnh vì Việt Nam đã bình thường hóa các hoạt động, dịch bệnh không làm du khách phải lo lắng. Ngay từ 15 tháng 3, các hãng hàng không trong nước đã bắt đầu các chuyến bay quốc tế thường lệ đưa du khách đến Việt Nam. Từ nay đến cuối tháng 3, Vietnam Airlines sẽ tăng tổng số chuyến bay lên 97 chuyến một tuần, khai thác tới hầu hết các sân bay thành phố lớn của các nước, đặc biệt là các đường bay thẳng đến các điểm du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc. Phía Bamboo Airways cũng liên tiếp mở bán vé và khai trương nhiều đường bay thẳng thương mại thường lệ đến các nước châu Âu. Ngay bản thân các địa phương là điểm du lịch quốc tế cũng chuẩn bị sẵn sàng cho hạ tầng, kết nối thuận tiện nhất, an toàn nhất để du khách có niềm tin khi trở lại du lịch. Với Bình Định thì cái khâu đầu tiên là cái khâu đón tiếp tại các cái khu vực cảng, các cái khu vực bến xe, bến tàu thì đã được các cái cơ quan chuẩn bị một cách hết sức chu đáo, làm sao để du khách hài lòng nhất. Ta là tiêm vaccine là thuộc cái loại hạng nhất thế giới và đây là không bị ràng buộc bởi cái quan niệm là zero covid. Thế thì cái đấy nó cũng tạo ra một cái niềm tin, mà niềm tin tức là động lực. Cái nỗi sợ nó không còn nữa thì là nó con người can đảm lên, thì đấy là động lực. Thì tôi cho rằng đấy là những cái động lực nó rất là có ý nghĩa. Thế còn cứ làm thì nó lại mở ra những động lực tiếp, chứ còn không làm thì nó chẳng có cái gì cả. Đấy, cho nên cái cách tiếp cận là không chỉ phục hồi mà còn là tạo ra những cái bứt phá. Thì đấy là cái cách chơi mà tôi nghĩ Việt Nam đang thực hiện và các cái doanh nghiệp hàng không cũng như du lịch là đang đi đầu. Rõ ràng, sự sẵn sàng của ngành hàng không, ngành du lịch là điều kiện cần. Còn điều kiện đủ, đó là những giải pháp an toàn trước dịch bệnh mà chính phủ và các địa phương đang nỗ lực thích ứng linh hoạt. Du khách từ khi bước chân lên tàu bay để đến Việt Nam đã có cảm giác về sự an toàn, thân thiện và thuận tiện nhất. Gây dựng niềm tin để họ đến Việt Nam là mục tiêu hàng đầu khi chúng ta mở rộng cửa du lịch quốc tế.